Hello mọi người đã quay trở lại kênh Top Motel Nat của mình nha. Mùa mới cũng đã xuất hiện rồi anh em ơi. Trang phục đầu tiên mình chơi sẽ là trang phục Thiên Vũ Thần Lan nha. Xem thử cái hiệu ứng nó có thay đổi của chương 1 như thế nào nha mọi người. Ở cái map mới này nha mọi người, thì đầu game vô thì mình thấy có cái biến đi tới cái chỗ mục tiêu của mình này. Rồi mình sẽ bay tới cái đường rồng của mình nha anh em ơi. Hay. Rồi bật chiêu một thứ nha. Ôi, khá là đẹp luôn anh em ơi. Theo nát được làm là chiêu một của mình này. Nhưng mà có cục biến về này mọi người, mà có cục bay lên nha mọi người. Rồi. Nói chung lại đây là trận đầu tiên của mình luôn mọi người. Nên không biết là mượn nó có bị lót không, bị đơ không nha. Thường thì trận đầu tiên, trong mấy trận đầu tiên khi mà anh em cập nhật phiên bản mới á, thì nó hay bị lót lắm mọi người. Đâu đây? Batman. Mới đầu game thôi mà đã liều rồi, đã muốn mở combat vô tranh rồi mọi người. Hay. Ôi gì đấy ấy, thanh niên này cái thằng này lì game mọi người. Batman đồng tóc biến ra quay bên đây nha. Rồi lên bỏ lên số, lên bỏ lên số này mày à chặt nó bắt Violet. Rồi ok, tự nhiên giai đoạn đầu game mà dâng cho mình ha mọi người ơi, không hiểu nổi hai thằng này nó làm gì nha, mang trụ luôn mới ghê chứ anh em ơi. Rồi thì mỗi cục biến đấy, cái cục mà nhảy lên đâu mất rồi. Nó chỉ cho lúc mà giai đoạn đầu game thôi mọi người. Mà giai đoạn mà anh em về sau mà bị tới đần thì nó sẽ mất nha. Chứ không là nếu mà cũng đúng thôi, anh em mà hồi lên biến về hoài á thì nó quýnh cho chịu nổi mọi người. Anh em cứ vừa hồi sinh ra là anh em nhảy lên lẹ ra chút cái trụ này nữa thì thôi chịu nổi nha. Nói chung mà làm là chiêu một cũng hiệu ứng cũng khá đẹp mọi người. Đấy. Có được con rồng nó bay xung quanh đấy nha. Chứ cái chiêu một mà khi mà anh em chưa được cập nhật là thì nó rất là tù luôn anh em ơi. Đấy. Không thấy không đẹp chút nào luôn nha. Trận đầu tiên thì mình sẽ test thử trang bị bản ngọc bản mới trợ như thế nào cho nó hợp lý nha mọi người. Rồi để qua trận thứ hai thứ ba thì mình sẽ chia sẻ cho anh em sau nha. Trận này á thằng này thì cá được gặp cá là thằng Aisu nó định đi AD mọi người, nhưng mà thôi mình chặn AD rồi, còn nó chặn đi top cũng được nha. Hey Batman này, nhảy đi đâu Batman ơi. Rồi nằm xuống rồi một thằng này, thôi mình về luôn đây, em mận khá là đông luôn ấy. Thôi ngủ kìa, mình bạn trụ luôn kìa mọi người ơi, dễ sợ thiệt chứ. Rồi thằng kia nó còn yếu máu kìa. Ui ban trụ đông ghê luôn anh em ơi. Ôi chạy đi đâu này, lượm được hai cái bùa rồi, thằng này lại mở được số nữa mình rồi. Rồi bác luôn thử thấy nó tóc biến mất rồi mọi người, mình dành tóc biến là cũng không có đủ tầm nha anh em ơi. Ui thằng Batman nó đâu đây, nó run mọi người, chụp đầu mình mất mọi người. Nhưng mà ông Mai Sâu này sao tự nhiên đứng im một chỗ này. Rồi trận đầu tiên mà gặp bút bẩn rồi anh em ơi. Thằng này á, thì nó núp nha cho nó liền, nó bút bẩn cho tên bọn mọi người để nó lấy tầm nhìn ấy. Sao nó không đánh kìa, đứng miết con trụ luôn. Ui phá ranh rồi. Trận đầu tiên mà thấy gặp quế quế rồi anh em ơi. Nó chỉ lên một cái đôi giày thôi mọi người. Rồi gặp bút bẩn rồi. Hồi nãy tầng hình bác này, bác này đây, trả được món nợ rồi anh em. Đây, gặp thằng Aisu nó bút tầm nhìn cho mọi người, bút map cho tên mượn thấy vị trí của tên mình đang ở đâu ấy. Có nghĩa là một thằng nó sẽ chơi hơi cái điện thoại nha, một thằng nó sẽ vô tên bên này, còn một thằng nó chơi tên nam nó vô bên kia anh em ơi. Quái nha. Rồi. Thì cười thôi, anh làm gì vậy? Ban trụ này. Ôi, ui tên bận thấy được map này can thật sự luôn mọi người, cứ ban trụ quýnh nhau rầm rầm nha. Rồi thôi, ui đánh luôn. Mình chân là mình bán vẫn được nha.
Toro có tên mình đang trâu cực kỳ luôn, ngủ không kìa. Rồi ngon lời, ngon lành rồi. Đấy, từ từ nó sau cũng hơi câu nha, tên mình chưa có hai lần cái tranh hết cả. Nhảy đi đâu này, còn ngủ không rồi, giờ không cứu được Toro rồi anh em ơi. Con này không cứu được rồi thì mình cũng yếu hết máu rồi, không có ra kịp nha. Thôi mình lui về luôn mọi người. Cái hiệu ứng biến về thì nó không có thay đổi gì nhiều nha mọi người. Đấy, đúng y như hiệu ứng biến về cũ trước khi thôi. Rồi sorry, tôi không cố ý định có X đâu. Mấy thằng này gặp bút rồi mọi người. Đấy, giờ này thôi lên nha. Có đánh nhau thì đánh nhau, chứ không có thì thôi, lui về cũng được. Thôi giờ này mình lui về chỗ chắc trang nha. Tên mệnh đã thấy được map rồi. Đó là ngay sâu đứng kìa, đứng lù lù kìa, đứng kìa để bút móc cho anh em mọi người. Mà tại sao nó không có bị AFK nha? Đứng im một chỗ mà không có bị AFK. Rồi vô này. Nhảy đi đâu này, ăn được mùi xanh rồi. Nhảy. Anh em thấy không? Nó có được cái... nó có được map đó mọi người. Nên nó ăn mùi xanh đồ... cực kỳ là... mạnh bộ luôn nha, nó không có... nể nang ai hết mọi người. Đấy. Cứ lành thích là nó ăn thôi. Mà trận này thì bắt buộc là mình phải lên xuyên giáp mọi người để mình bán cho nó nhanh nha. Chứ tên mận trâu quá mà gần như thằng tên mận toàn mỗi giấy với là có một thằng trâu thôi, nhưng mà nếu mà không có lên bán nhanh đó thì dễ lên cũng đúng số lắm mọi người. Đấy, này hai thằng này rồi chơi luôn. Ui rồi toàn này pha này chắc nằm xuống rồi anh em ơi. Toàn hết mi mình lên thêm cây cùng cung nha mọi người trước khi cây quyết công trước nha, để cái gì để mình làm cái xuyên gió cũng được, mình bán cho nó nhanh. Còn là thì tem bận thử có lan trâu full trâu hay không thì mình may đâu, mình mới lan thêm một cái full cái món giường cung luôn nha mọi người. Đấy, mình lấy cái tóc đánh với lại lấy cái xuyên gió phát đó. Tem mình giờ này thì 4 đến 5 đó mọi người. Rồi di chuyển xuống dưới nha. Một mình mic nó không có chống đỡ nữa cái tên bận đâu. Núp này. Đấy, nó không có đầu hòn, quanh nó không có. Nó không có bị AFK nha thằng ISO ấy. Tụi tao tôi rồi. Đây, giờ này xuống có X mạng thôi mọi người. Đấy. Ồ hay rồi, tem ơi. Đấy, ban trụ, anh em thấy không? Có thấy được tầm nhìn á, ban trụ mà nó không quýnh thằng ISO kìa. Rồi, nhảy đi đâu thanh niên ơi. 09, nó có số điện thoại kìa mọi người. Chắc nó là số điện thoại của món bút map đó anh em ơi. Cái cảm giác thì nó đang nhìn map bên mình đó mọi người, đang đánh dở sao ấy. Chứ mình thấy thì cũng không có được hay lắm nha anh em ơi. Đây. Lụm này. Ủa sao? Ngủ không kìa. Ngồi còn rồi anh em ơi. Không kịp rồi. Thằng này cay thật sự nha. Nó boost mà nó không có bị, không có tem cây mình, tem mình kia không ai đánh nó nha. Em nó chơi được con Batman với là con ngủ không nè mọi người. Đấy, nó thấy được bản đồ bên mình thì nó chơi hơi con đó nha. Cái gì tầng hồi lại nó gõ hoặc là nó bắt lại. Giờ này mình chơi chiến thuật là phải đi chung với nhau thôi. Chứ còn nếu mà anh em đi lẻ chắc chắn là sao biết được mình đang ở chỗ nào luôn mọi người. Anh em thấy không? Thằng ai xuống đi một mình cái này mà thằng... thằng Batman nó có bát không? Nó bát kìa. Nó quá, nó bát hay sao đây mọi người? Đây, rồi ok rồi, bán luôn. Từ từ để vô cái trụ nha, mình lấy cái tầm nha. Rồi thanh niên này lì này. Hai thằng này.
Rồi về dưới nha, bảo vệ cái trụ siêu cấp này chứ không là ngủ không nó gõ bể mọi người. Này, ngủ quay đâu. Ok, vế theo nó, đó. Rồi thằng Nakachua mỏng mang được ngủ không pha đó nó là khó là dở luôn nha. Rồi tên mình đang nghe đang xóa là xanh rồi. Xanh như đá banh luôn anh em ơi. Mình 13 rồi anh em ơi. Tranh thủ mình lên luôn Kinan, full Kinan nha, bán người mới đâu. Giờ này mình đi chung nha mọi người, thằng Ai Sâu thì rất như bỏ rồi. Giờ này chỉ còn được 3 người thôi. Đây, rồi, lụm này. May quá là thanh niên này vừa lâu vừa liền mọi người ơi, rồi thằng rồi. Có được hai xuyên gió và chắc chắn là Arthur sẽ lên một điểm số mình được. Hơi thằng này, thấy không? 3 phát là sẽ lên một điểm số rồi. Đây, còn ngủ không kìa. Anh thanh niên ngủ này rồi thôi, win luôn mọi người ơi. Tranh thủ mình nhân cơ hội này mình để lên luôn nha. Mình không có lấy ngọc máu luôn mọi người. Giờ này mình sẽ lên luôn cây giật cung cuối cùng nha. Đấy. Mình bán luôn cho nó đâu. Tên mình được cái là có mối giấy á. Ra hai thằng thì bán hai phát là lên một điểm số thôi. Ba thằng thì tầm 6 phát. 6 phát là lên một điểm số thôi mọi người. Rồi. Có thằng Batman nó ra này. Ra này rồi. Ok. Tranh thủ win sớm luôn mọi người. Để đỡ đêm giờ lắm mộng nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình. Anh em thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bye bye anh em.